Hai, chào mọi người. Thì cái góc quay này mọi người thấy quen không? Thì cũng cách đây một năm về trước thì mình có làm cái video mình chia sẻ lại mọi người là ghép hú sinh sản đó mọi người. Thì lúc đó thì mình chơi mới làm AV thì mình chia sẻ anh em mà cách để ghép sao cho nó đẻ thôi mọi người. Khi mà ghép đẻ thì mình cũng không có quay cho anh em xem được, tại vì đó là lúc mà mình ghép lần đầu. Thì ổ lần đầu thì mình cũng phải nghiên cứu sao cho chim nó ok hết đàng hoàng mọi người, chứ không phải là muốn cái mình quay được mọi người. Nếu mà mọi người không biết rồi, khi mình nuôi chim sinh sản mà quay á thì chim nó động tổ hay này kia nọ, nó sẽ gấp trứng, gấp độ phá. Với lại này, đây là cái video hồi trước đó của mình nè mọi người, cũng có rất là nhiều người nói đây nè, đây kêu mình là con gà nuôi chim sinh sản đó mọi người thấy không. Thì tí nữa mình sẽ để đường link này bên dưới cho mọi người xem ha. Thì cái video này hồi đó của mình là được 83.000 người xem mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bên trong đó cho mọi người xem ha, để mọi người thấy. Thì giờ mình chia sẻ cái AV này á, thì mình làm có hai cái video. Một cái video là mình chia sẻ lúc mình thả chim, cái video hai á là mình chia sẻ nè mà cái kỹ thuật mà để cho nuôi mà chim đạt được hiệu quả mà đẻ trứng nhiều á mọi người. Thì mình muốn chia sẻ mọi người, và những cái video gần đây mình cũng chia sẻ lại. Thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình cho mọi người xem ha, trứng nó nhiều như thế nào ha. Rồi những anh em nào mà từng chửi mình hay từng nói mình á thì hãy nhớ xem và lưu lại nha, để nói sau này mình nói mình gà ghép chim sinh sản hay là nói xạo nói láo gì ha. Giờ đi theo mình vô đây ha. Đây, giờ mình vô trong rồi nha mọi người. Đây, cái AV bên trong của mình là nó chỉ có như vậy thôi nha mọi người. Đấy ạ. Thức ăn cho chim non thì chủ yếu là mình đã nói mọi người, mồi tươi lúc nào mình cũng có mọi người, mà không bao giờ mình thiếu được. Và tí xíu là mình sẽ giải thích lý do vì sao có những cái này ha. Mà mình sẽ cho mọi người xem cái ổ đó ha. Thì AV này á thì mình xây nó khắp hơn mình. Ấy bằng mình chứ. Và đây nè mọi người thấy không? Mọi người tự đếm chim non ha. Hồi trước thì nó đẻ cái tổ dưới này nè mọi người, thì sau này thì mình lại làm thêm cái tổ này cho nó đẻ rồi thấy không đó. Thì mình che như thế này và dế mình lúc nào cũng dư. Và những cái lỗ này mọi người biết lý do vì sao, vì sao có những cái lỗ này? Tại vì dán đất ở dưới đây nè mọi người, thì chim non nó sẽ bỏ, chim mẹ bố mẹ nó sẽ bổ sung thêm cho chim non bằng cách là bới dán đất lên cho ăn. Cái này là cám cũ à, sẽ đổ ra chứng kiến nè mọi người, thấy nó ăn hết không nè, nó bưng nè, mấy cái lỗ này nó bưng hết đó mọi người nè, xé cuốn chiếu nè mọi người thấy không. Đồ ăn trong này mình bỏ rất là nhiều thì chim nó móc nó bươi lên hết à. Đây là cặp hú da bò mình thả đằng trước mọi người nhớ không đó, thì tụi nó bư rất là nhiều trong này. Mình nội mình dở ở đây cũng có con bọ, mấy con gầy con bọ nè mọi người đó. Thì ngoài việc mồi ra thì những cái con bọ con đồ mọi người dưới này cũng rất là nhiều. Thì dưới là nuôi nền đất thì rất là tiện chỗ đó mọi người, thậm chí có cả xác ghe nữa nè mọi người ha. Đó thì anh em nào mà từng chửi mình thì nhớ vào xem video này ha, và nhớ lưu lại để sau này có cớ mà chửi mình nữa nha. Chứ thật sự mà nói, khi mà mình không giờ mình nói những chuyện mà không có mọi người, thì cái nào có mình sẽ nói. Còn mà đặc biệt vào trong này mọi người là mình hay ngồi lắm mọi người, mình không đứng mọi người thấy không, mình lúc nào cũng ngồi đó, ngồi để cho thấp hơn cái ổ. Thì lý do vì sao đó, thì ra đây mình mọi người cho mọi người xem ha. Đây lý do là đây, cái AV này nó chỉ ngang bằng mình thôi, cho nên là vào trong đây á là mình phải ngồi như thế giới mọi người. Thì mà tao nói mọi người á là cái những ghép hú á thì nó không dễ cũng không khó, mà cái AV á thì mình phải hiểu được tập tính của tụi nó như thế nào, và cái ổ nó làm ra sao, thức ăn của nó như thế nào, và làm như thế nào để cho nó có được cái điều kiện thoải mái nhất, là mình nên làm sao đó mọi người. Là khi mà anh em mới tập chơi á
thì anh em nên ghép những cái lồng AV cao trên 2,5 m thì là ok nhất. Và diện tích thì không cần phải rộng lắm đâu mọi người, tại cái này mình tận dụng cái chuồng heo cũ hồi trước của mình, cho nên là mình xây luôn cái trang vậy mọi người. Và mọi người thấy không, mình che bít hết, chỉ trừ cái ổ cửa thôi. Đó, thì mình giờ mình sẽ quay một vòng cho mọi người xem nó như thế nào ha. Và mình sẽ giới thiệu những cái AV nhỏ hơn cho mọi người xem. Đó, đây, qua đây. Đó mọi người thấy không, ở đây rất là mát. Đó, mình che hết rồi mọi người. Và hồi xưa thì mình sẽ xem chim non bằng cái lỗ này nè mọi người. Đây, có cái lỗ để nhìn thấy ổ nè. Đó, mình nhìn trên đây mình thấy ổ dưới ha. Và sau đó mình lại làm ổ trên này, thì làm trên đây vẫn thấy được ổ trên nè mọi người ha. Đó, thì mình quan sát tụi nó như vậy. Còn ở trên nè mọi người, ở trên mình không che gì hết mọi người, mình chỉ đợi cái tấm bạc lên phủ lên giờ thôi. Đó mọi người thấy không, rất là tiện. Thì chủ yếu là mình làm mình phải hiểu được tập tính của tụi nó như thế nào, chứ không thì mình sẽ không làm được gì hết mọi người. Đó, đó mọi người thấy không. Thì anh em nào mà chơi ở trong với mình đó, thì mình hay chia sẻ thì mọi người cũng biết được là mình không có bao giờ mà mình tự ý mình nấu ý thứ gì hết mọi người. Mình phải làm xong có mình mới nói. Cũng như đây, cái AV này mọi người thấy không? Đó. Thì AV này tại sao mình không quay chia sẻ anh em nhiều? Tại vì đây là bốn cái AV mình mới ghép sau này. Và mình chưa hiểu được tập tính của con chim nó ra sao thì làm sao mình dám quay được. Thì còn nếu anh em mà thử mà anh em cứ nói ừ ghép dễ, mà anh em cứ ghép thử đi rồi anh em sẽ biết được nó dễ như thế nào. Và con chim nó đẻ khó như thế nào và nó dễ ra sao ha. Mọi người thấy mình bị máu bay lên không mọi người? Với lại mọi người thấy ha, cái AV này của mình tại sao mà mình có hàng lưới hở ở trên. Thì hở ở trên như thế này mọi người, là con chim nó khởi đứng ó, mọi người thấy nó nhảy ra không? Nó đứng nó ngó được mình. Nhưng mà với cái điều kiện là dưới này mình sẽ không ngó được nó. Mình sẽ cho mọi người xem được cái tổng thể của mình với lại cái AV nó như thế nào ha. Đây mọi người thấy mình đang đứng dưới đất ha. Và mình đứng sát chết ha. Đó mọi người thấy không, mình vẫn thấp hơn cái lưới này. Thì đây chính là lý do vì sao mình làm hàng lưới trên, để cho con chim mọi người khi mà nó làm ổ hay có con gì đó, nó đứng trên đó nó ngó được dưới này. Nhưng mà mình không thể nào mình khò cái đầu mình vào bên trong mình ngó được bên trong đó. Mình chỉ thấy nó từ ở phần trước thôi. Mà thường thì ổ mình để ở phía sau nữa hết mọi người, mình không để trước à. Và nó trên đó nó đứng sẽ thấy mình ở dưới này, thì mình làm gì làm nó thấy hết. Nhưng mà mình không thấy được nó, và nó cũng biết được mình không thể nào ngó được nó. Tại vì khi mà nó nhảy xuống tầm đó thì nó không ngó được mình. Đó mọi người thấy không. Con cặp này là con trống bông của anh Long. Thì hồi trước con này của mình, thì sau đó mình chia lại với anh Long, thì anh Long anh kêu mình bắt về ghép với lại cái con chân lộng mỏ lột, thì ghép với con bò mã đà mọi người. Thì mình đem rồi mình lấy mình ghép thôi. Đó mọi người. Thì mình cũng chia sẻ với anh em như vậy. Còn anh em không tin đó thì anh em cứ cứ nhìn video và anh em thấy ha, mình quay thật hết chứ mình không có cắt ghép chỉnh sửa gì hết nha. Mình quay sót toàn bộ nha mọi người, chứ không phải là mình ghép ảnh ghép gì đâu nha. Thì mình chia sẻ như thế thì anh em tin hay không thì tùy anh em. Còn những anh em mà chửi mình á thì nên xem lại video ha. Thì cuối video mình sẽ để cái đường link của cái video trước của mình đó mọi người, thì mình chia sẻ lại cho mọi người xem. Đó, thì đây mình sẽ quay lại cái AV này cho mọi người xem một lần nữa rồi mình kết thúc luôn. Đó mọi người thấy không, ở đây thì tại mình có vườn tre kế bên thì nó cũng rất là mát, và bên trong mình cũng có bố trí cây và mình trồng những cây phát tài mọi người. Thì tại vì cái AV này rộng cho nên mình mới làm như vậy. Đó mọi người ha, không gian bên trong cũng rất là thoáng. Thôi mình cũng xin kết thúc với video tại nha mọi người, chào tạm biệt tất cả mọi người nha.